Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, website hungyentv.vn. Sáng nay, diễn ra lễ công bố quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí Phi Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Hội nghị đã công bố quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tiếp nhận bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đối với đồng chí Nguyễn Đức Sơn, Bí thư Huyện ủy Khoai Châu từ ngày 15 tháng 3 năm 2023. Lãnh đạo Tổng cục Thuế cùng đồng chí Trần Quốc Toản chúc mừng tân Cục trưởng Cục Thuế và mong muốn đồng chí Nguyễn Đức Sơn phát huy tốt vai trò của người đứng đầu, đặc biệt là đoàn kết trong tập thể lãnh đạo Cục Thuế, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đã được Tổng cục Thuế và tỉnh Hưng Yên giao. Tân Cục trưởng Nguyễn Đức Sơn cảm ơn, bày tỏ vinh dự khi được Tổng cục Thuế tín nhiệm, tin tưởng giao trọng trách, khẳng định đây là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm nặng nề của cá nhân, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của Tổng cục Thuế, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, các sở ngành để hoàn thành nhiệm vụ. Sáng nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2023, Hưng Yên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển gọi 2.070 công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Trước khi lên đường, gần 50% thanh niên đã được các địa phương bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Các khâu, các bước trong quy trình tuyển gọi được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định, đúng luật. Công tác giao nhận quân được tổ chức trang trọng, đúng nghi lễ, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế, dẫn đến một số địa phương còn gặp khó khăn, như số thanh niên trong độ tuổi đi học, đi làm ăn xa nhiều, một số cơ sở xã, thôn chưa sâu sát, thiếu quyết tâm, chưa có biện pháp tích cực trong việc gọi thanh niên ở xa về tham gia nghĩa vụ quân sự, một số cơ quan đơn vị, doanh nghiệp chưa có cách làm kiên quyết. Sáng nay, Sở Công Thương tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3 2023. Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 có chủ đề Thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn nhằm khẳng định ý nghĩa tầm quan trọng của việc đảm bảo quyền an toàn cho người tiêu dùng trong các giao dịch trên thị trường. Lễ phát động được tổ chức nhằm kêu gọi động viên khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các sở ban ngành địa phương tăng cường thực thi pháp luật, ngăn ngừa việc sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ không an toàn cho người tiêu dùng, tổ chức thường xuyên có hiệu quả các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về quyền lợi người tiêu dùng tới người dân. Dự án khởi nghiệp túi cứu hộ khẩn cấp xe máy của năm học sinh trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên lựa chọn để tham gia cuộc thi cấp quốc gia và đang lọt top 6 vòng bình chọn lĩnh vực kinh doanh tác động xã hội. Qua báo chí, nhóm năm học sinh trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão biết đến vụ việc một nữ sinh bị tấn công do hỏng xe giữa đường vào đêm khuya. Từ đó, ý tưởng khởi nghiệp túi cứu hộ khẩn cấp chính thức ra đời. Với kích thước nhỏ gọn, dễ mang theo, túi cứu hộ có thể xử lý được nhiều tình huống khẩn cấp. Ví dụ, xe hết xăng thì có dụng cụ hút nhiên liệu từ xe khác sang. Xe xuống hơi cần bơm thì có ống bơm hơi từ ống xả xe máy và giúp nước ngập không vào ống xả khi đi qua đoạn đường bị ngập. Xe bị vật nhọn đâm thì có vít vá lốp không xăm. Khóa phanh xe được sử dụng trong các tình huống dừng đỗ an toàn. Dự án khởi nghiệp của năm học sinh trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão được Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên lựa chọn để tham gia cuộc thi cấp quốc gia. Bộ Tài chính vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về dự thảo nghị định của Chính phủ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. Bộ Tài chính đề xuất mức thu phí sử dụng đường bộ áp dụng cho ô tô chia thành 8 nhóm, căn cứ để phân chia mức phí dựa trên tải trọng và ghế ngồi. Dự kiến, mức thu phí áp dụng cho ô tô trừ xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an chia làm 8 nhóm theo tải trọng và ghế ngồi của xe từ 130.000 đồng một tháng đến 1.430.000 đồng một tháng. Xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an chia làm 2 nhóm, trong đó ô tô con mức 1 triệu đồng một năm và xe tải xe khách là 1.500.000 đồng một năm. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ thường xuyên thay đổi thời gian, phương thức hoạt động, công khai, kết hợp hóa trang khi kiểm soát nồng độ cồn. Lực lượng Cảnh sát Giao thông căn cứ vào tình hình thực tiễn có thể phối hợp với lực lượng khác thành lập tổ chuyên đề để thực hiện xử lý vi phạm theo kế hoạch trên địa bàn được giao. Đồng thời, thường xuyên thay đổi thời gian, phương thức hoạt động, công khai kết hợp với hóa trang khi kiểm soát nồng độ cồn gần khu vực nhà hàng, quán ăn, các điểm tổ chức sự kiện trên các tuyến đường hoặc dừng kiểm soát tại những khu vực trọng điểm. Trong quá trình làm nhiệm vụ, khi phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm, không được bỏ sót các trường hợp không chấp hành việc kiểm soát, cản trở,
mọi hành vi lăng mạ, chống đối phải xử lý theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, dự kiến cuối tuần này sẽ tiếp nhận lực lượng đăng kiểm viên từ Bộ Quốc phòng sang hỗ trợ tăng cường lực lượng kiểm định xe cơ giới cho các trung tâm đăng kiểm. Theo kế hoạch, dự kiến nhân lực đăng kiểm viên quân đội sẽ hỗ trợ khoảng 30 người sẽ trực tiếp về các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để cùng tham gia hoạt động kiểm định xe với các đăng kiểm viên của ngành giao thông và công an. Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch sử dụng lực lượng đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm của Bộ Quốc phòng tham gia công tác kiểm định xe cơ giới đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Sáng nay, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị Tỉnh ủy để xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên liên quan đến việc Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Ngọc Ánh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam ngày 10 tháng 3 để điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất hình thức kỷ luật, đề xuất Trung ương khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh. Ông Nguyễn Ngọc Ánh là tỉnh ủy viên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2025. Sai phạm của ông Ánh liên quan đến việc chỉ đạo kết luận thanh tra về những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất, giao rừng tại một số dự án đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Vụ án đang được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ buôn lậu, Bộ Công an mở rộng điều tra. Công an huyện Kim Động vừa triệt phá thành công chuyên án và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1981, trú tại thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, Công an huyện Kim Động nhận được đơn trình báo của hai công dân về việc khi đang đi xe máy chở con đi học thì bị một đối tượng nam thanh niên cướp giật điện thoại tại khu vực gần cây xăng Kim Động thuộc thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng và tại khu vực gần trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện. Đều vào đầu tháng 3 năm nay, qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều ngày 14 tháng 3 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Động có đủ căn cứ xác định Nguyễn Văn Thanh là thủ phạm thực hiện hai vụ cướp giật trên. Khám xét nơi ở của đối tượng, thu giữ một xe mô tô nhãn hiệu Honda Rim, bộ quần áo, mũ dép mà đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội và hai chiếc điện thoại cướp giật của bị hại. Cảnh sát Tây Ban Nha vừa qua cho biết đã thu hồi một chiếc tàu bán ngầm tự chế mà họ nghi ngờ có thể đã được dùng để vận chuyển cocaine. Video do lực lượng cảnh sát công bố cho thấy con tàu bằng sợi thủy tinh dài 16 mét được phát hiện hôm thứ Hai bị chìm cách bờ biển khoảng 1 km. Sau khi được làm nổi, nó được kéo đến một cảng gần đó, nơi cảnh sát sẽ tiến hành điều tra toàn diện. Một số nguồn tin cho biết, kiểm tra ban đầu không phát hiện ma túy trên tàu. Trước đó, giới chức cảnh sát đã được cảnh báo về một lô hàng ma túy có thể đến khu vực này. Cảnh sát cho biết còn quá sớm để nói liệu chiếc tàu này có được sử dụng để vận chuyển cocaine hay nó đến từ đâu hay không. Các thủ đoạn buôn lậu ma túy tương tự được phát hiện ở Đại Tây Dương, đặc biệt là ở ngoài khơi Trung và Nam Mỹ. Các con tàu bán ngầm thường di chuyển lập lờ trên mặt nước để tránh bị phát hiện và hiếm khi có thể chìm hoàn toàn. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin liên quan tới một vụ cướp ngân hàng có 102 trên thế giới, khi một người đàn ông ở bang Utah của Mỹ tự xưng là cướp đã yêu cầu giao dịch viên ngân hàng đưa cho ông $1 rồi ngồi đợi cảnh sát đến bắt. Theo đó, ông Donald Santa Cruz, 65 tuổi, đã đến ngân hàng Wells Fargo, bang Utah và đưa ra một mảnh giấy cho giao dịch viên, trong đó nói rõ mục đích là cướp $1. Giao dịch viên nghĩ rằng đây là một trò đùa nên đã thực hiện theo yêu cầu của người đàn ông và yêu cầu ông ta rời đi với $1. Tuy nhiên, người đàn ông từ chối ra về và nói với các nhân viên ngân hàng rằng ông vừa cướp ngân hàng và họ nên gọi cảnh sát. Sau đó, ông ta đã ngồi xuống sảnh và chờ cảnh sát đến. Một lúc sau, cảnh sát đến và bắt giữ người đàn ông 65 tuổi. Santa Cruz khai nhận đã lên kế hoạch này từ lâu, song không nói rõ động cơ. Cuối chương trình, kính mời quý vị khán giả cùng ngắm nhìn những cánh hoa anh đào nở sớm bất thường tại Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Nhật Bản ngày 14 tháng 3 thông báo mùa hoa anh đào tại thủ đô Tokyo đã chính thức bắt đầu. Mùa hoa anh đào hay Sakura của Nhật Bản được người dân địa phương cũng như du khách quốc tế háo hức chờ đợi, bởi đây cũng là mùa lễ hội diễn ra rộn ràng. Người Nhật Bản có truyền thống tổ chức các buổi ngắm hoa anh đào. Tuy nhiên, năm nay cũng là một trong số các năm hoa anh đào nở sớm kỷ lục kể từ khi các quan sát bắt đầu được tiến hành vào năm 1953. Các nhà khí tượng học Nhật Bản cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính khiến hoa anh đào tại nước này nở ngày càng sớm. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.